Mến chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Chào bạn, nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh Kim Anh Xứ Người thì vui lòng cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và hôm nay mình lại tiếp tục hành trình khám phá lễ hội đèn và thú hoang dã ha các bạn ha. Đây là phần cuối cùng. Mình có 3 phần, đây là phần cuối cùng thì cái lễ hội này á nó kéo dài nguyên một tháng năm luôn đó các bạn thì bây giờ thì hôm nay là ngày cuối cùng rồi không có còn đèn nữa mà mình đi mình tham quan để mình khám phá coi bên trong đó có những gì ha các bạn ha thì mình đã thấy được cả hai phần trước rồi đó thì đây là phần cuối cùng mình sẽ đi coi cho hết luôn à, thì những cái à, à, mình nhìn mình phải thấy là họ làm cũng rất khá là công phu à, họ là tạo nên những con thú như vậy nè các bạn rồi à, những cái à, à, hoa văn những cái à, co tạo nên những cái con bướm những cái à, À, rồi họ gắn đèn vô đồ đó rất là đẹp luôn nè các bạn đó à, rất là đẹp ha thì à, buổi tối mình đi thì mình sẽ thấy được những cái hình ảnh như vậy nè các bạn nó sẽ mấy con rồng hay là con khỉ nó sẽ sáng chói lên vậy đó nhờ có ánh đèn đó các bạn nhưng mà bây giờ mình đi ban ngày cho nên là mình sẽ không có thấy được à, à, những cái ánh đèn đó nhưng mà thay vào đó mình sẽ thấy được à, khung cảnh rất là đẹp luôn à, nhìn nó rất là à, làm cho mình cảm thấy à, thư giãn đó các bạn đây đây là các bạn nhìn thấy có những con chim nè những con hồng hạt từ ở dưới đất rồi những con nhỏ nhỏ ở trên cao nè các bạn rất là đẹp ha đó. đây là hình như đây là con cò hay con dĩa chứ không phải con hồng hạt các bạn hả mình thấy là giống hồng hạt nhưng mà rồi lại thấy không giống nên mình không biết nó là con gì để mình coi coi nó có cái bản nói đó là con gì không ờ không có đây cho nên mình ghé vô đây mình cho các bạn coi đây là cái vịnh vịnh con rùa đó các bạn đây là con rùa họ làm bằng sỏi nè các bạn à rất là lâu đời rồi đó các bạn rồi họ làm bằng những cái à, à, miếng à, đá nhỏ, nhỏ 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 đá màu rồi nè các bạn nhìn coi họ làm họ khắc rất là tinh vi luôn nè các bạn họ tạo nên con bướm nè con à, con chuồng chuồn à, con ếch nè các bạn đó con ếch nè con rùa nè thấy không con thằng lằn nè mà làm bằng đá không á các bạn họ ráp ráp đá vô không á đẹp ghê các bạn ha đây là con dơi nè à, nhìn đẹp ghê tỉ mỉ ghê đó các bạn đây là cái cái chỗ uống nước nè thí dụ mình đi bộ mà mình khát nước mình ấn vô cái nút này để mình uống nước đó các bạn à, các bạn ngó ở dưới đất nè họ tạo nên nó có mấy cái hình chìa khóa nè hình con thú nè đủ kiểu luôn đó các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn các bạn có thấy nó đặc biệt giống cái gì không? Nó giống cái lăng mộ uh, cổ ở bên Việt Nam đó các bạn. Ha, à, nhìn cái giống như là Nguyên cái lăng mộ cổ xung quanh ở chính giữa có cái mộ vậy đó. Nhưng mà này ở, ở giữa thì nó có cái vòi phun nước. Đây là mấy con uh, két nè các bạn. À. Parrot nè, Macau. À, à nó là một, à, một loại à, à, con két á các bạn nó là con ma cao mà nó là một dạng của con két. à thuộc dạng à, dòng họ két á đây là chó sói đó đây là chó sói quá trời nè nhìn họ tạo ra cũng à, giống thì có các bạn ha đây red wolf là chó sói đỏ đó các bạn rồi qua đây là con ếch nè, hmm. <laughs> à, poison Dark frog ếch độc đó các bạn, nó là nó nó là dạng ếch độc á, ếch này người, người Việt mình hay ăn thịt ếch đó nhưng mà con ếch này rất là độc á, không có ăn được đó các bạn. rồi qua đây là con Oh, con này mình không biết tiếng việt là con gì luôn á lá <laughs> quá trời ha à, đây là hoa lá có bướm nè có con con cong nữa nè thêm một con cong ở đây nữa nè các bạn nhìn nó đẹp ha các bạn ha họ làm công cũng khá công phu á đó. Đã rồi bướm nè bướm đang hút nhị hoa Đó bướm đang hút nhị hoa nè ở đây có cái con sâu rộm nè các bạn Đó con sâu rộm nè nhìn nó ghê quá à. nhìn cái mặt nó sợ quá à. chân cẳng nó kìa thật sự mình rất là sợ cái con này nha các bạn ở nhà mình mà trồng cây hồi đó trồng cây sứ á Trời ơi quá trời luôn Sợ lắm luôn á Đây mấy cái con à, à, Vịt chim cò đủ hết nè các bạn Nè nó đang xải cánh để bay nè Quá trời luôn Đi trong đây mát lắm các bạn Tại vì cây cối nhiều nè Bác rưỡi à rồi đây là sen hoa sen nè các bạn đây có thiên nghe đây hoa sen đẹp không đó làm đèn hoa sen này trên, trên cây nè các bạn buổi tối sẽ sáng đèn lên đẹp lắm đây hai con thiên nghe ngay chỗ đài sen nè đẹp không nhìn họ làm cũng rất là đẹp á các bạn vô đây à, thư giãn lắm các bạn ơi nó à, cây cối nè rồi à, chim muông thú rồi đó đây là đôi cá à, hai con cá nhìn nó cũng vui ghê đèn quá trời luôn đèn hoa quá trời trên cây nè các bạn à, đây hoa sen cứ đi dài dài ra vậy nè Họ làm thành cái con hai con đường rất là đẹp luôn nhìn nó mát đó các bạn ha mặc dầu là cũng có chỗ nắng nhưng mà mình nhìn cây cối á mình thấy nó mát rồi nha đó nó dài qua ô đây qua mấy con ong nè các bạn đây mấy con ong nè đó Mấy con ong hay mấy con kiến vậy? Nhìn ghê Sợ quá Sợ ghê các bạn <laughs> Là con ong đó đây Là con ong đây là những con ong nó đang đi hút mật nè Đây Là bên đây con ong nữa nè Đây có chú sóc nè đây giống như là ông chúa quá trời ông luôn các bạn ơi ồ có cái con con gì nè con gì nó có cái càng à, khá bự nè rồi qua đây là đây là ông rồi kế đến là sóc rồi tới à, à, cá sấu nè các bạn cá sấu nè buổi tối nó sáng đèn lên đẹp lắm các bạn ơi à. ban ngày thì đành chịu thôi ban ngày thì không có thấy nhưng mà mình thấy được mấy cái con này nó đẹp nha yeah. nhìn cũng rất là hay ha. họ làm cũng khá là công phu á các bạn buổi tối thì mình mua vé vô coi mình không có biết trước chứ nếu không á mình đã mình đi coi bữa mà có đèn á thì nó sẽ đẹp hơn rồi ban ngày mình quay về nữa thì thú vị hơn này là bây giờ hết rồi hết uh, hết bán vé rồi à, tại vì đã không có còn uh, lễ hội đèn nữa các bạn hôm nay là ngày cuối rồi à, đây có uh, cặp uh, chim nè các bạn chim này chim gì không biết nữa bự lắm hai con đứng hai bên canh gác nè cũng khá là đẹp ờ mình đã phải cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay với các bạn rồi cảm ơn các bạn đã coi hết video này xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp